Chào tất cả các bác nha. Hôm nay cho các bác thấy là chúng em đang đóng một số cái pallet để cho doanh nghiệp xuất xưởng đi nước ngoài. Pallet là chúng em đóng thấy kiên cố không? Các anh chị thấy kiên cố không? Đã vô xưởng mộc thiết kế nội thất, đóng pallet. Giỡn đi ghê chứ. Ở đó là doanh nghiệp nào mà chơi dữ vậy đó. Pallet à, làm là trời ơi, cờ ly và phải mài dũa rồi đúng không ạ? Hàng suốt đi nước ngoài nha. Đó. Xưởng em là nhận là hết các công trình từ nhỏ tới bé, từ pallet đến bàn ghế. Không thiếu món gì luôn. Từ nhỏ tới lớn sửa chữa các loại. Từ bàn thờ đến phòng học, từ bàn ăn đến phòng họp. Không thiếu nha anh chị, không thiếu thứ gì hết. Gỗ là gỗ sồi nha, gỗ sồi Nam Mỹ. Sồi Nam Mỹ nha. Chuẩn bị lắp ráp cho quận 2 lên sala, chuẩn bị đưa lên sala chung cư cao tầng. Và chúng em sẽ không thể thiếu những cái đội ngũ nhân viên chuyên thiết kế đi theo để ra mắt với các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chúng em là quê rồi thôi nhưng mà tay nghề là đáp ứng cho mọi nhu cầu từ nước ngoài đến trong nước nha. Tay nghề là phục vụ là chuyên sâu, làm lâu năm, được làm lâu năm, có kinh nghiệm dày dặn, xuất thiết bị các loại gỗ cho các doanh nghiệp. Đó. Các anh chị nhìn nè, gỗ này gỗ ADF ha, mà chúng em làm mà chưa mài hết đâu. Nói chung là sẽ đáp ứng mọi nhu cầu theo anh chị các nơi thành phố, nơi thị thành. Còn pallet chúng em là sử dụng bằng máy cưa mà nó cưa định vị luôn nè, thấy không? Quá dữ luôn. Đó. Để review cho một số cái sản phẩm mà chúng em đã chuẩn bị xuất ra đi cho các anh chị ở bên nước ngoài nè. Xuất đi nước ngoài luôn nha, cho doanh nghiệp luôn nha. Hồi nãy có người chạy ngang bảo ủa showroom này hôm bữa có mấy bộ bàn ghế văn phòng đâu hết rồi. Trời ơi, cuối năm người ta mua hết ông nội ơi. Còn đâu mà hỏi, bây giờ ông thích thì đặt thì tôi đặt, tụi tôi làm cho. Tụi tôi làm cho không thiếu cái gì. Gỗ tràm Việt Nam nha, gỗ tràm Việt Nam, tràm bông vàng nha. Tràm bông vàng nha. Các anh chị có thể xem là đầu năm chúng em là đủ các loại thành phần luôn. Từ thiết bị bàn ghế, showroom, phòng trưng bày, đóng cả pallet luôn nha. Đóng cả pallet luôn. Chơi dữ đó. Tao nói bây giờ là làm cái gì có tiền là làm hết. Không có mà bỏ gì, các anh chị cứ yên tâm. Các bạn sửa nhà, sửa cửa, tủ bàn ghế gì nhỏ, tụi em nhận làm hết. Làm hết ha. Làm từ A tới Z luôn. Các loại gỗ này là tụi em nhập về đó. Nhập gỗ tròn. Mua, chọn. Chọn gỗ tròn đạt tiêu chuẩn. Đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội khai thác gỗ của thế giới. Sau đó là xẻ, sấy. 3 tháng sau chúng em mang về. Sau đó bắt đầu đưa vô khai thác sử dụng, làm các thiết bị đồ dùng cho gia đình, bà con. Có anh chị nhìn nè, không thiếu cái mặt hàng gì, thượng vàng hạ cám, tùy theo anh chị thôi, tùy theo túi tiền thôi ha, tùy theo túi tiền, tùy theo túi tiền. Có là gỗ tràm bông vàng đó, đóng rồi chờ là chuẩn bị xuất đi nước ngoài luôn ha, xuất đi nước ngoài luôn các anh chị. Đó. Rồi đây là cái đầu năm mà em xin review chia sẻ cho các anh chị đã biết cái cơ sở chúng em là làm tất cả các sản phẩm ha, không có phải lo suy nghĩ gì nữa nha. Đó, đầu năm thì kính chúc mọi người các doanh nghiệp anh nên làm ra ha. Đó, gỗ mà nhập về rồi xẻ ra là gỗ tràm bông vàng nè. Gỗ không là gỗ ha, gỗ không là gỗ. Đó. À, chúc mọi người vui vẻ ha. Đó là các anh chị nếu mà tìm hiểu sản phẩm thì cứ liên hệ với trực tiếp tại ngã tư quốc tế
phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, giáp khu công nghiệp Tam Phước ha. Các bạn anh chị đến để mà tìm hiểu và đặt hàng theo cái nhu cầu của mình. Và bên em có đội ngũ tư vấn chuyên sâu trong cái thiết kế nội thất cho những ngôi nhà mới xây, biệt thự, văn phòng, nơi trưng bày, siêu thị, kệ sách, nhà trường, bàn ghế, phòng họp, nhà ăn ha. Rồi thiết kế nội thất ngoài trời, thiết bị gỗ không mốc, đó, gỗ nhân tạo ha, gỗ nhân tạo bằng nhựa hết, bima nha. Rồi xin giới thiệu một tí phần nhỏ nhỏ thôi. Rồi cảm ơn nhiều.